Xin chào các bạn nha. Phía trước của các bạn đang xem đây là chiếc xe Avalanche năm 2013 đến năm 2015 nha các bạn. Trời ơi quá đỉnh luôn các bạn ơi. Hiện tại thì bị khách hàng này chơi một đôi bi LED Getmagic 1.0 nha. Và cái LED Audi phía trên thì bị khách hàng này đã làm cách đây khoảng chừng 5 năm về trước rồi các bạn. Đó. Mà bộ LED Audi này thì vẫn còn ok. Đó các bạn thấy không? Rồi ok, một đôi bi LED này nó lên cho chiếc xe Avalanche năm 2013 đến năm 2015 thì các bạn thấy trong video nó vậy, nhưng mà ở ngoài rất là ngầu hơn trong video rất là nhiều các bạn ơi. Siêu đỉnh luôn nha. Vòng thiên thần của khách hàng này chơi là màu xanh ngọc, mắt quỷ và đỏ nha các bạn. Đó, có làm LED gù nữa các bạn. Đó. Ok, battery 3 ngày mà luôn. Đã thay công tắc battery hết. À, anh khách hàng này thích ánh sáng đẹp, rộng và vừa túi tiền của anh nha các bạn. Đó, hiện tại là bi Getmagic 1.0 thì siêu đỉnh. Đó, tầm giá hơn 2 triệu thì bi này thì quá đỉnh rồi các bạn. Đó, chưa có bi nào mà có thể so sánh ngang được. Tại vì cái bi này nó không có điểm mù và đặc biệt là sáng rất là mịn mà luôn các bạn ơi. Ha. Code 50 pha 60 thì đối với dòng hơn 2 triệu thì các bạn nghĩ ha, thì độ sáng của bi Getmagic 1.0 cho ra rất là đỉnh cho dòng xe Avalanche năm 2013 này ha các bạn. Code cho ra 100% pha 100% luôn các bạn nhé. Siêu ngầu luôn các bạn. Rồi ok. Mở đèn code em. Chế độ code nè. Đó, ok, sáng rất là lịch sự ha. Không gây chói mắt người đi ngược lại và độ sáng rất là đỉnh luôn nha các bạn. Rồi ok. Em tắt code. Nè. Mở code em, chỉnh cao thấp như zin luôn các bạn. Cao thấp như zin luôn, mở file. Rồi, trời vừa đang mưa đó các bạn, tí xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem về ánh sáng thực tế luôn. Rồi, ok. Quá ngầu luôn các bạn ơi, quá ngầu luôn nha. Vòng thiên thần màu xanh ngọc mắt quỷ đỏ tạo cho một cái điểm nhấn rất là đặc sắc luôn các bạn ơi. Tại vì hai cái màu này nó nghịch với nhau các bạn, nên các bạn làm đèn mà tô vào màu xanh ngọc và màu đỏ thì mình nghĩ là nó rất là chất luôn các bạn. Rất là chất luôn nha. Cái chó này nãy nó dơ lắm, mình mới vừa đánh là cho anh nó sáng lên luôn các bạn. Sáng lên rực luôn các bạn. Đèn cái chó năm 2013 tới giờ thì cũng gần 10 năm rồi đó các bạn. Nhưng mà các bạn thấy ha, hơi trầy xước thiếu thôi, nhưng mà hồi nãy nó hơi cũ, mình đánh cho anh luôn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video nhé, cảm ơn rất là nhiều ạ. Hello, shop độ đèn xe máy Son Anh xin chào các bạn nha. À, phía trước của các bạn đang xem đây là chiếc xe Avalanche năm 2013 đến năm 2015 thì lúc nãy mình cũng đã quay video cho các bạn xem về chế độ đèn đờ mi và rất là đẹp luôn. Hiện tại là mình đang test cái ánh sáng nè các bạn, trong một cái đường rất là tối nè. Độ sáng thực tế 100% nha các bạn, không chỉnh ánh sáng nha. Đó, ở chế độ code của một đôi bi LED Getmagic 1.0 thì rất là đỉnh luôn. Đó các bạn thấy không? Đường code rất là mịn mà luôn các bạn. Đây là chiếc xe nè, vị khách hàng đang thử cùng mình luôn các bạn nha. Đó, ok. Rồi anh mở pha giùm em ơi. Pha nè các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi, pha nè các bạn. Rồi tắt đèn battery ban ngày luôn, tắt đèn battery ban ngày luôn, battery nè. Quá đã luôn các bạn ơi. Rồi ok, anh mở code lên. Đó. Cực kỳ phê luôn các bạn ơi. Không còn gì để chê luôn các bạn. Đó, rồi. Ok nè các bạn, pha nè các bạn, thấy không? Quá đã luôn ha. Siêu đỉnh luôn. Rồi, pha rất là xa luôn các bạn ơi. Pha cái bản này tiếp cận laser các bạn. Tiếp cận laser đấy các bạn thấy không? Rất là pha rất là chuẩn luôn, và ở cái tâm điểm pha nó có dấu tròn các bạn, giống như mặt trời đó. Quá đỉnh luôn ha. Rất là bám đường luôn, bản này rất là bám đường các bạn ơi, code lẫn pha luôn các bạn. Đó. Và điều tuyệt vời thì độ sáng rất là tinh tế, không gây chói mắt người đi ngược lại. Các bạn không cần sợ ảnh hưởng đến người ta đi ngược lại nha các bạn. Ở chế độ code thì mình có thể chỉnh cao thấp như zin được luôn các bạn ha. Chỉnh cao thấp như zin luôn. Rồi ok, tắt pha đi anh. Ok, quá đã luôn các bạn. Siêu đỉnh luôn. Đó, ok ha. Rồi cảm ơn anh trai ở Bình Dương đã ủng hộ shop nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, cảm ơn rất là nhiều nha.